Lời đầu tiên thì cho số em xin gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe tất cả các bác làm thợ xây, các bác làm những công việc nặng nhọc, làm cơ khí hoặc là các bác làm những công việc trong xưởng mà không có điều hòa. Thời tiết thì mùa hè các bác cũng biết rồi, rất chi là nóng nực và mệt mỏi đúng không ạ? Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để em giới thiệu và cho các bác một số mẫu quạt điều hòa và một số mẫu áo điều hòa. Thì những mẫu quạt điều hòa và mẫu áo điều hòa này thì nó sẽ làm mát cái cơ thể của mình và làm mình mát thì rất chi là khỏe khoắn và làm việc rất chi là hiệu quả các bác nhá. Em cũng là người lao động thì em đã mặc những áo này và em đi lao động thực tế luôn thì là giúp mình rất chi là khỏe khoắn và dễ chịu các bác nhá. Thì các bạn nào chưa có áo, chưa có quạt điều hòa, các bạn muốn tham khảo thì các bác hãy cố gắng theo dõi hết video để lựa chọn cho mình một bộ áo điều hòa, một bộ quạt điều hòa giá cả hợp lý nhất thị trường hiện nay nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, thì sau đây em sẽ đi giới thiệu cụ thể chi tiết hai mẫu quạt điều hòa bên em đang cung cấp ra thị trường. Thì em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính để sở hữu cho mình một trong những sản phẩm bên em nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cái mẫu quạt điều hòa đầu tiên là cái mẫu quạt DC. Mẫu quạt này là 7,4V các bác nhé, 7,4V. Quạt là quạt 9 cánh màu trắng các bác nhé. 9 cánh này rất chi là mát đúng không ạ? Pin là dung tích là 20.000 mAh, tương đương các bác dùng được tầm độ 14 đến 15 tiếng đồng hồ. Đấy, các bác đi cả ngày không lo hết pin rồi. Rất chi là mát mẻ và dễ sử dụng. Đây em sẽ giới thiệu các bác cách sử dụng nhé. Nhiều bác mua cái này về, các bác điện cũng không biết sử dụng như nào. Thì trong video này em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cái cách để các bác sử dụng cái mẫu quạt điều hòa này nhé. Đây có chữ nút on thì các bác ấn nút on 3 giây thì quạt sẽ chạy giúp em nhé. Đấy, thì là nút on 3 giây quạt sẽ chạy. Đây là số 4 thì các bác sẽ cho số 3 này, số 2, số 1, số 1 số bé nhất. Các bác muốn tiến lên đúng không ạ? Thì các bác lại ấn nút trên này, mũi tên lên. Thì các bác ấn số 4 thì quạt sẽ chạy. Các bác nghe tiếng gió nó rất chi là to và mát đúng không ạ? Đấy, thì là các bác mặc bộ này rất chi là hợp lý. Thì mẫu này thì em báo giá luôn để có cân đối tài chính nhé. Thì mẫu quạt này là mẫu quạt 7,4V, pin là 20.000 mAh, thì bên em đang bán là 600.000 đồng, bao xin tận nhà các bác nhé. Đấy, khi các bác mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng, test hàng ok, đúng hàng. Các bác đặt trên video thì các bác sẽ thanh toán tiền nhé. Thì các bác nào muốn cao cấp hơn thì các bác có thể tham khảo mẫu quạt thứ hai. Đây là cái mẫu quạt Taki các bác nhé. Đấy, mẫu quạt Taki đây. Mẫu quạt này là cũng mẫu quạt 9 cánh. Mẫu này thì là pin cũng thương hiệu Taki. Quạt này thì là 24.000 mAh, tương đương các bác dùng 15 đến 16 tiếng đồng hồ, rất chi là bền. Thì mẫu này sử dụng rất chi là dễ dàng. Đây các bác ấn nút on thì là quạt sẽ chạy. Ở trên này thì là báo độ pin các bác nhá, ở dưới thì là sẽ báo là có số nhá, số 1 này, số 2 này, số 3, số 4 là số to các bác nhá. Các bác nghe tiếng gió rất chi là mạnh đúng không ạ? Đấy, thì là đây khi các bác tắt thì các bác giữ nút on, nút up 3 giây thì quạt sẽ tắt nhá. Thì mẫu quạt này, mẫu quạt Taki này thì bên em đang bán là giá 750.000 đồng bao ship các bác nhá. Đây là về hai mẫu quạt. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu cụ thể chi tiết một số mẫu áo điều hòa bên em đang cung cấp ra thị trường. Áo điều hòa thì bên em cũng có đủ size, đủ số, khi các bác mua hàng bên em sẽ được các bác chỉ cần báo với em là chiều cao, cân nặng, các bác lấy size màu nào thì em sẽ ship đủ size, đủ số để cho các bác có thể lựa đúng size, đúng số cho các bác nhé. Đấy, rất chi là nhiều màu. Tất cả màu này thì đều là màu để các bác đi lao động, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sáng. Chất vải là vải kaki, chất vải kaki các bác nhé, chống thấm mồ hôi và rất chi là thoáng và mát các bác nhé. Khi các bác mua quạt thì là phụ kiện theo những gì thì em giới thiệu luôn là sẽ đi kèm là hai quả bị một quả pin này và hai cái quạt và một dây nguồn, và đi kèm theo là một cái cục sạc các bác nhé. Đấy, cục sạc này về các bác sạc tầm độ khi hết pin thì các bác sạc tầm độ 3 đến 4 tiếng thì pin sẽ đầy các bác nhé. Thì mẫu áo này thì bên em đang bán lẻ là giá là 300.000 đồng, khi các bác mua combo cả quạt cả áo giá chỉ 250.000 đồng một cái thôi. Thì là em báo giá lại lần nữa nhé, quạt là mẫu 20.000 là giá là 600, mẫu Taki 24.000 là giá 750.000 đồng, áo là khi các bác mua theo quạt là giá là 250.000 đồng. Đây là một số mẫu áo và một số mẫu quạt em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác đang quan tâm mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em để bên em tư vấn và bán cho các bác những bộ áo điều hòa, những bộ quạt điều hòa giá cả hợp lý nhất thị trường này nhé. Vâng, một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.